mà vẫn còn linh hoạt và lúc nào cũng tươi vui. Trong khi đó, mẹ của Dương Kỳ mặc dù tiền bạc dư dả, ăn nào là gà, vịt, thịt, cá và những món ngon vật lạ, cao lương mỹ vị, nhưng lại gầy gò ốm yếu và trông có vẻ buồn phiền áo não, chẳng chút vui tươi thanh thản. Một hôm, nhân lúc Đổng Vĩnh và Dương Kỳ đều vắng nhà, bà mẹ của Dương Kỳ mới sang chơi và hỏi mẹ của Đổng Vĩnh. Bà chị tuổi tác cũng đã cao, cảnh nhà lại thanh bần, chẳng thuốc thang tẩm bổ, sao mà trong bà lúc nào cũng vui vẻ khỏe mạnh vậy? Mẹ của Đổng Vĩnh đáp: Bởi vì con trai tôi hiếu thảo, nó không dám làm việc gì xấu cả, lại rất thật thà đúng đắn, cần cù làm việc, cho nên tôi rất hài lòng, không có điều gì lo nghĩ hoặc buồn bực cả. Có lẽ nhờ tâm trí thư thái, trong lòng thanh thản nên thân thể được khỏe mạnh đấy thôi. Rồi bà hỏi lại mẹ của Dương Kỳ: Nhà bà chị giàu có thế kia, ăn uống toàn là món ngon vật lạ, mà sao lại gầy ốm như thế? Bà chị gầy như cây sậy ấy, có mắc bệnh gì không? Mẹ của Dương Kỳ thở dài ngao ngán: Tôi à, giàu thì cũng có giàu đó, ăn uống thì cũng toàn là những thức ngon lành, bổ dưỡng. Nhưng khổ nổi lại gặp phải thằng con ngỗ nghịch, toàn làm những chuyện phi pháp, khiến tôi rất đau lòng. Hôm nay phạm pháp, ngày mai phạm luật, hôm nay không bị sai nha truy lùng thì ngày mai cũng có lệnh của phủ đường đòi đến tra hỏi. Tôi từ sáng đến tối cứ vì thế mà thấp thỏm âu lo, thức ăn dù ngon cách mấy cũng nuốt không vô, không thấy vui, bởi suốt ngày cứ rầu rĩ phiền muộn, cho nên tôi càng ngày càng gầy mòn đó thôi. Hiếu tuy có diễn hiếu, cận hiếu, đại hiếu, tiểu hiếu, nhưng nếu nói đến sự hiếu thảo chân thật thì chính là tu hành để sau này thành Phật vậy. Hôm nay quý vị ở lại nghiên cứu Phật pháp không bỏ về, đó chính thật là chân hiếu. Vì có chân thật nghiên cứu hành trì Phật pháp thì mới là sự hiếu thảo đúng đắn rốt ráo nhất.